Manchester United đang trải qua chuỗi trận hồi sinh mạnh mẽ với 4 chiến thắng liên tiếp. Dấu ấn chiến thuật lẫn cách sử dụng nhân sự của Erik ten Hag đang được đánh giá rất cao. Ngoài việc áp dụng lối chơi phù hợp cho Quỷ Đỏ, ông còn giúp các học trò cải thiện rõ rệt về mặt phong độ. Trong đó không thể không kể đến việc Scott McTominay, tiền vệ người Scotland đang là nhân tố khiến bản hợp đồng đắt giá Casemiro phải ngồi trên ghế dự bị. Vâng, không để quý vị và các bạn chờ lâu. Hôm nay hãy cùng với Random Football nhận định về chàng trai sinh năm 1996, tiến sĩ búa thép của Manchester United. Tài năng của Scott McTominay được phát hiện khi mới 5 tuổi. Trong vai trò của một tiền vệ công, sao trẻ sinh năm 1996 đã gây ấn tượng mạnh với huấn luyện viên Nicky Butt trong đội hình học viện Man United. Nhờ tài năng và tinh thần chăm chỉ, anh được thưởng bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 7 năm 2013. Điều đáng nói là đầu năm 2015, McTominay chỉ cao có 1m67. Là một phép tính đơn giản, ngôi sao năm nay 25 tuổi đã cao thêm gần 30cm chỉ trong vòng 2 năm. Đây thực sự là một điều kỳ diệu mà người thầy Warren Joyce đã dành cho anh khi còn dẫn dắt đội dự bị Man United. Vào mùa giải 2016-17, tiền vệ người Scotland được huấn luyện viên Jose Mourinho đưa từ đội trẻ lên đội hình chính và góp mặt trong danh sách thi đấu trong trận đấu với Swansea City ngày 30 tháng 4 năm 2017. Anh có trận ra mắt trong cuộc đối đầu với Arsenal ngày 7 tháng 5 năm 2017 và có lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình xuất phát ở trận đấu cuối cùng của mùa giải khi Man United thắng Crystal Palace 2-0. Ngay ở đầu video này, chúng tôi có dùng biệt danh tiến sĩ búa thép để dành cho Scott McTominay. Chắc hẳn nhiều bạn cũng đã biết, biệt danh này là của võ sĩ quyền Anh huyền thoại Vladimir Klitschko. Suốt sự nghiệp thi đấu của mình, anh đã tham gia tổng cộng 67 trận đấu và giành 64 trận thắng. Trong đó có đến 53 trận thắng knockout. Klitschko bước lên đỉnh cao thế giới với phong cách và hình ảnh khác xa những gì mà người ta tưởng tượng cho một nhà vô địch quyền Anh hạng nặng. Không phải là một gã da màu to lớn với cái đầu trọc và tính cách nóng nảy, Klitschko là người Đông Âu, anh da trắng, không cục cằn và có một bằng tiến sĩ trong tay. Ở đội hình của Man United hiện tại cũng có một gã da trắng với thân hình to lớn khi cao đến 1m93 và nặng 88kg. Anh sẵn sàng lao vào tất cả các pha tranh chấp, không hề ngán ngại bất cứ đối thủ nào và luôn tìm mọi cách để giúp đội bóng bảo toàn được chiến thắng. Vâng, đó chính là Scott McTominay. Ngôi sao sinh năm 1996 là một người có tính cách trầm lắng, nhưng anh luôn cực kỳ máu lửa trên sân bóng. Trong một tập thể với nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật, thì Mad Dog chính là người lãnh trách nhiệm có phần hắc ám trên sân. Anh luôn được giao trọng trách dọn dẹp tuyến giữa, tạo điều kiện cho đồng đội tỏa sáng. Đó có thể là những tình huống phạm lỗi, tranh chấp hay thậm chí là cả đấm nhau nữa. Vladimir Klitschko nổi tiếng là người không bao giờ bỏ cuộc, một quý ông chuẩn mực. Anh hiếm khi để mình bị đánh gục trên sàn thi đấu quyền Anh chuyên nghiệp. Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, anh chỉ có 2 trận thua vì phải hứng chịu chấn thương trong các trận đấu trước. Tại Man United, Scott McTominay thường bị đánh giá là không biết cách chuyền bóng tịnh tiến lên phía trước cũng như kỹ thuật thì ở mức trung bình. Nhưng anh vẫn luôn được trọng dụng tại nhà hát của những giấc mơ, dù đã trải qua đến 4 đời huấn luyện viên khác nhau. Sự quyết tâm, khát khao và không bao giờ bỏ cuộc cùng với ý chí chiến đấu mãnh liệt của tiền vệ này mỗi khi vào sân chính là những phẩm chất quý giá trong bóng đá hiện đại. Không nhiều những cầu thủ mang trong mình tinh thần này. Mùa giải vừa qua, phòng thay đồ của Quỷ Đỏ có dấu hiệu rạn nứt. Tuy vậy, McTominay không đứng về phe nào. Anh toát lên mình phẩm chất của một quý ông khi lên tiếng phản đối sự thiếu đoàn kết trong nội bộ và yêu cầu đồng đội cùng nhau hướng về tương lai. Vậy tiền vệ người Scotland đã thể hiện ra sao dưới triều đại của huấn luyện viên Erik ten Hag? Sau 2 thất bại đầu mùa giải trước Brighton và Brentford, McTominay đã nhận về rất nhiều chỉ trích từ các cổ động viên. Họ cho rằng anh đá bóng như diễn hài và không có bất cứ một tác dụng nào trên sân. Màn trình diễn không đạt yêu cầu buộc Erik ten Hag phải thúc ép ban lãnh đạo Man United chiêu mộ Casemiro. Sau khi cựu sao Real Madrid cập bến Old Trafford với bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng, nhiều chuyên gia nhận định Fred có thể được tin dùng vì đã từng là đối tác ăn ý với Casemiro tại đội tuyển Brazil. Vì thế ngôi sao sinh năm 1996 sẽ phải chấp nhận vị trí trên băng ghế dự bị hoặc là ra đi. Nhưng rồi thì mọi chuyện lại diễn ra theo một kịch bản mà khó ai có thể dự đoán được. Scotty luôn xuất hiện trong đội hình xuất phát và trở thành chốt chặn quan trọng của Man United trong chuỗi trận hồi sinh vừa qua. Thậm chí anh còn thiết lập một mối quan hệ đối tác rất ăn ý với Christian Eriksen ở hàng tiền vệ.
Điều này đã đẩy bộ đôi đến từ xứ sở Samba lên băng ghế dự bị. Chính huấn luyện viên Erik ten Hag cũng đã giải thích cho sự lựa chọn của ông. Casemiro là người mới và cậu ấy cần phải thích nghi với đội bóng. Cậu ấy sẽ phải làm quen với cách chơi bóng của tôi. Mặt khác, Scott McTominay đang chơi thực sự tốt. Trong 90 phút trước Arsenal, McTominay đạt tỷ lệ 100% chuyển bóng chính xác, 100% qua người thành công, 3 lần thắng tranh chấp tay đôi, 3 lần giải vây, có 2 pha tắc bóng, 1 lần ngăn cản cú sút và 1 lần đánh chặn. Eurosport đã nhận xét anh là cầu thủ thi đấu xông xáo, lăn xả và không ngại va chạm khi cần. Có 2 tình huống mà chúng tôi ấn tượng với Mad Dog trong trận đấu vừa qua. Đầu tiên là phút thứ 6, nhận bóng từ hậu vệ trong tư thế xoay lưng. McTominay nhẹ nhàng thoát khỏi lớp pressing đầu tiên từ Jesus bằng một pha xoay người đơn giản. Sau đó anh liên tiếp có 2 đường truyền xuyên tuyến chính xác để đưa bóng lên phía trên. Tiếp đến là ở phút 71, lại liên quan đến Scotty và Jesus. Lần này tiền vệ người Scotland vật ngã tiền đạo đối phương như một vận động viên đấu vật để ngăn một pha lên bóng nguy hiểm của Arsenal. Thời điểm này, pháo thủ đang dồn ép để tìm bàn gỡ. Và nếu để bị vượt qua, Quỷ Đỏ sẽ phải hứng chịu một tình huống nguy hiểm. Và Scott McTominay nhanh chóng phạm lỗi chiến thuật, kịp thời làm giảm sự hưng phấn của đối thủ và giúp đồng đội không bị cuốn theo lối chơi của họ. Chàng trai 25 tuổi như một con ngựa chiến ở hàng tiền vệ của Man United. Với sự cơ động và xuất sắc trong khâu phòng ngự, McTominay đã tạo điều kiện để Eriksen và Bruno Fernandes được hỗ trợ tấn công nhiều hơn. 4 trận gần nhất, đá chính trọn vẹn 90 phút và không một lần bị huấn luyện viên Erik ten Hag rút ra khỏi sân. Điều đó chứng tỏ tầm quan trọng của anh vào thời điểm này. Tiềm năng của cầu thủ này đã được trợ lý Steve McClaren tóm tắt trước cả khi ông gia nhập ban huấn luyện của chiến lược gia người Hà Lan. Bạn đưa Scott vào sân và cậu ấy sẽ đóng góp. Đó là điều tạo nên một cầu thủ Man United. Cậu ấy có thể phá lối chơi, cậu ấy có năng lượng, tinh thần và có thể xử lý trái bóng. Scott có thể tham gia tấn công và ghi bàn. Cậu ấy đang làm rất tốt. Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong buổi lễ tưởng niệm 60 năm thảm kịch Munich 1958, Sir Alex Ferguson phải đích thân gọi cho Jose Mourinho lại và căn dặn trao cơ hội thường xuyên hơn cho McTominay trong thời gian tới. Có lẽ chiến lược gia huyền thoại cũng đã nhận ra ở sao trẻ người đồng hương những phẩm chất hàng đầu để trở thành một ngôi sao trên bầu trời Old Trafford. Tiến sĩ búa thép Vladimir Klitschko được biết đến là một người đàn ông chuẩn mực từ cuộc sống gia đình cho đến ngoài xã hội. Anh luôn sẵn sàng tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và bảo vệ đất nước, là tấm gương cho các thế hệ sau này phải học tập. Ở Scott McTominay, chúng ta cũng có thể thấy được điều này. Anh là người con trưởng thành từ học viện danh tiếng Carrington, luôn mang trong mình dòng máu quỷ mà nhiều bạn hay nhắc đến. Không cần kiểu tóc cầu kỳ, những động tác đi bóng bắt mắt hay xe hơi đắt tiền. Chàng trai người Scotland vẫn luôn cháy hết mình trên sân bóng, sẵn sàng chấp nhận tất cả thử thách lẫn chỉ trích chỉ để được khoác lên mình màu áo đỏ và được chơi bóng dưới ánh đèn sân Old Trafford. Chúng ta cần có cái nhìn công bằng hơn cho Scott McTominay. Nhiều người ngạc nhiên khi Erik ten Hag ưu ái anh hơn Donny van der Beek, bất chấp tiền vệ người Hà Lan có mối quan hệ gần gũi với 10 khó tại Ajax. Một lần nữa, đây là minh chứng cho thấy rằng các huấn luyện viên luôn tin tưởng vào năng lực và phẩm chất của Mad Dog. Ngay từ ngày đầu làm việc tại Man United, Erik ten Hag luôn đề cao tính công bằng và tinh thần tập thể. Đối với ông, chỉ cần thể hiện tốt thì cơ hội ra sân sẽ đến với tất cả các cầu thủ, không ưu tiên anh là ngôi sao hay là tài năng trẻ. Vì thế, những sự lựa chọn cho đến thời điểm này của ông đang cho kết quả ấn tượng. Trong suốt chặng đường hoạt động của mình, Vladimir Klitschko đã xuất sắc biến tất cả những mục tiêu thành hiện thực, và đó sẽ là tấm gương cho ngôi sao sinh năm 1996 học hỏi và không ngừng cố gắng. Hai con người ở hai thế hệ khác nhau nhưng đều mang trong mình một khao khát thi đấu mãnh liệt. Chàng trai người Scotland đang dần trở thành một tiến sĩ búa thép tại Man United, người hùng thầm lặng cho các nghệ sĩ sân cỏ tỏa sáng. McTominay không phải là cầu thủ hay nhất thế giới ở vị trí của mình, càng không phải là cầu thủ hay nhất của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, anh vẫn đang thể hiện những lời nói bằng màn trình diễn trên sân. Những cầu thủ như vậy thời nay rất hiếm và trở nên xa xỉ. Liệu rằng ngôi sao 25 tuổi có thể tiếp tục duy trì phong độ và thi đấu ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag, qua đó biến những giấc mơ ngay từ thuở bé của anh tại nhà hát của những giấc mơ được trở thành hiện thực. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé.
Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.